Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Hey, mấy bạn à, ông bà chúng ta thường có câu quá tam ba bận. Chính vì như thế cho nên con trai bọn mình hội anh em tốt đã thua quá nhiều lần rồi, đã thua 2 trận game rồi bạn ạ. Cho nên trận game thứ 3 này nhất quyết anh em chúng ta phải lấy lại được danh dự, không được thua nữa mấy bạn hiểu không? Anh em tốt hiểu không nào? Chính xác là thế. Chính xác là thế. Đúng vậy, chúng ta phải gọi là giành được chiến thắng trong cái trận này mọi người ạ. Và như anh em đang thấy thì chào mừng anh em đã quay trở lại tiếp tục với trận đấu mini game của chúng ta ngày hôm nay. Sẽ có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh Phong ơi tại sao anh quay này nhiều vậy, nhưng mà thật sự là mình rất là cay cho nên mình nhất quyết là mình phải quay lại thêm một lần nữa bạn ơi. Nếu trận này mình thua nữa thì chắc chắn sẽ có tập 4 nha bạn nha, chắc chắn sẽ có tập 4. Mình không thể nào để thua được các bạn ơi, mình tức quá mà. Đây thì hôm nay bạn đang thấy thì số người có vẻ là giảm đi ít hơn gọi là trong tập trước mọi người ạ. Số người trong tập này á giảm xuống còn có 6 người thôi nha, là bởi vì hôm nay á anh Dịch á thì gọi là buồn ngủ quá, anh Dịch đi ngủ mất tiêu rồi. Hôm trước á thì là Mimi với Siro lười, hôm nay tới lượt anh Dịch lười các bạn ơi. Hey, đó thì bây giờ á chỉ còn có gọi là 6 người thôi, nhưng mà hôm nay bạn biết không, có một cái điều đặc biệt đó chính là hôm nay chúng ta đã mời về được chùm gọi là BBB bắt cua kèm hot tiktoker, hot youtuber, hot facebook và Siro official là đây rồi. Ôi, hôm trước mới kêu à Sinh Phong đi Vũng Tàu xong không kêu mình lười, thôi bờ giận quá không quay phòng nữa. Ơi thôi thôi em giỡn thôi, mà xong rồi thôi anh em thì thêm rô, chị em thì mất Mimi thôi, xong rồi. Rô lại đây, rô lại đây rô. Đó có rất là nhiều bạn kêu mình là anh Phong ơi team thua là do thiếu người đó anh, do gọi là team mình gọi là con trai ít hơn con gái một người cho nên là team thua đó anh. Chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã mời gọi là người ta chủ tịch Siro à, hôm nay chú rể mà tự nhiên đổi skin nữa bạn ơi. Đó, hôm nay mình mời gọi là chủ tịch Siro vào trong đây để gọi là chơi cùng với mình trận mini game này. Đó, và trận mini game này á thì hôm nay á thiếu Mimi á cho nên là hai đội bằng nhau luôn bạn ơi, ba nam ba nữ nha. Ấy thì mình là nhất quyết là mình sẽ phải giành được chiến thắng trong trận này. Rồi anh cố gắng giúp em thắng trận này nha Rô. Ờ nhưng mà sao thấy bắt nặng gái sao ba? À bắt nặng gái gì không? Trời ơi rồi. Anh cứ nói vậy đi, một tí nữa vô em anh sẽ thấy thế nào là sức mạnh của hội chị em. Ừ nói là bắt nạt con gái nha. Ok. Qua chị gia nhập nha. Hả vậy? Gia nhập hội. Là cái gì mà tự nhiên bà gắn râu vô xong bà đòi gia nhập hội anh em luôn vậy bà nội, không có chuyện đó đâu bà. Ok. Vì là Siro mạnh quá không chơi được, thôi hội chị em tạm biệt, hội chị em tôi phản mượn hội chị em rồi tạm biệt. Ôi ôi vậy hả? Vậy thôi bây giờ như thế này đi, bây giờ thế này đi là tôi cho hội chị em mời thêm Mimi vô nữa, chịu không? Rồi ok bạn ơi, và không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận game của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn nha. 3, 2, 1 let's go. Ê, khoan nha. Ủa cái gì ạ? Tôi mới vừa nói là trận này không có Mimi, tự nhiên Mimi xuất hiện mắm nội. Ủa gì kỳ vậy? Mimi đâu kìa? Ủa vậy là bây giờ là đội nữ là có 4 người luôn hả? Trời ơi. Mấy bạn ơi, tôi nói mấy bạn nghe nè. Team mình hôm nay anh Dịch thì đi ngủ rồi, Mimi thì bây giờ mới vô. Vậy là bây giờ team nữ 4 người, team nam 3 người. Trời ơi, tôi bắt đầu tôi thấy game nó no hope rồi nha, game nó bắt đầu nó khó rồi các bạn. Rồi anh nhắm chơi lại em rồi. Nè. Hơi xui em tại vì hội game thì anh thể chấp tức, nhưng mà Mimi với Camui hợp tác thì Mimi có làm gì đâu, nhìn mặt Camui đẹp quá. Nếu như mà hội game mà chơi solo ấy thì anh chấp hết được không? Nhưng mà hội game hợp tác lại thì ba anh em mình phải hợp tác lại với nhau hiểu không? Đúng, chính xác. Ok rồi, thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào trận game. Kệ luôn các bạn ơi, chấp hội chem 4 người luôn. Vậy đi cho khỏi nói là ăn hiếp con gái nha các bạn. Ok, go. Rồi ok, bây giờ tôi bấm nút bắt đầu nè anh em ơi. Rồi, trận đầu tiên của chúng ta. Tuyệt. Ủa này chơi gì? Ui, trận đầu tiên ra là BBB. Ok, hỏi anh em. BBB, anh em tập hợp lại, tập hợp lại. Ơi cẩn thận. Đánh lượt được đây. Bây giờ mình phải tiêu diệt hỏi chị em trước. Đánh lượt chị em trước, Ơ chết, tôi lỡ chém nhầm Siro rồi mấy ông ơi, mất tiêu rồi. Ok. Ui. Ôi, hỏi anh em ơi. Hỏi anh em ơi, nóc nhà của anh em nè, hỏi anh em ơi, qua túi. Cá bươi bay màu. Ủa, quýnh đi, đúng rồi. Sammy mèo.
mèo Simi nè, mèo Simi Quýnh vào đi, quýnh vào đi, đúng rồi, quýnh vào Phong đi. Làm gì không? Phong chạy đâu ấy, Phong. Ủa tôi chạy đâu, tôi đứng im đây, tôi chạy nào, để cho hai người quýnh nhau phải không? Ôi ôi. Ok, đánh Phong trước kìa Rô ơi, đánh Phong trước kìa. Thôi Rô ơi, em mời anh vô đây mà anh phải nể chủ phòng xíu nha. Quýnh cay đi anh. Cay rồi. Quýnh cay đòn trước, quýnh cay đòn trước. Siro nhảy đây, Siro nhảy đây. Đừng nhầm. Siro Siro lại bà rồ, Siro thay bà rồ. Yes. Phong đã win rồi bạn ơi, chiến thuật. Đúng rồi. Ok rồi, trận tiếp theo là gì đây? Ôi, trận tiếp theo là gì? Ủa thôi. Ủa còn có quýnh nhau hả? Cái này là mini random liên tục random liên tục luôn. Cái này vẫn là quýnh nhau, cái này vẫn là quýnh nhau. Bình tĩnh. Hết hồn. Mèo Simi ơi. Kairon còn là 2 tiêu, Kairon còn 2 tiêu. Rồi ok, Kairon đi rồi. Liên tục. Ôi, đi đó bà. Ôi, né TNT. Trời, tôi ghét cái trò này nhất. Tôi ghét cái trò này nhất luôn á trời. Nhìn trời. TNT nhưng bị lên sao nhìn cao. Ui rồi, TNT rơi xuống. Ui rồi. Một xíu là có xíu máu rồi. Ui rồi, cái đòn mất quá trời máu. Đâu, chưa, chết được. Ui rồi ôi. Sim đây rồi. Ui rồi, tôi còn có 2 máu mấy ông ơi, ôi trời ơi. Ui rồi. TNT rơi căng thẳng quá mấy bạn ơi, phải né nè. Ui rồi. Sao mà thật. Trời ơi, đi hết đi. Ý nha, chỗ phòng ít khi có bom cực. Tại vì em biết cách né không mui à, đã thừa em gì nữa vậy. Ây da, trời ơi, xong nửa tim. Không đi. Em còn nửa tim, trời ơi. Ok, không sao. Trời ơi, một mình Siro đấu với ba hội chim. Trời ơi, hơi căng. Cố lên. Rồi, cố lên, em tin tưởng Rô. Trời ơi, còn 2 tim. Nếu Rô thắng, em sẽ thưởng bịch cho Rô. Cố gắng lên Rô. Thưởng bịch cho Rô để đem về làm ô xin, hiểu không? Này thì ca mồi nè. Môi bay màu nè. Rồi đây, thằng Rô. Hay quá rồi. Hay quá. Trời ơi. Hội anh em chiếm điểm hết luôn rồi. Ok, được. Chiếm về luôn á. Ủa này gì vậy? Cái này là chọi bóng tuyết phải không? Cái này là bóng tuyết phải không? Đánh nhau hả? Ủa khoan, có cái ông nào? Ủa sao team mọi người đó cháy kìa mọi người? À! Hiểu ơi!
hiểu rồi. TNT tát. Cố gắng để không bị gì kìa. Mimi kìa. Mimi bị giỏ kìa. Rồi xong Mimi rồi. Mimi xong rồi. Mimi sắp thua rồi. Tôi hiểu giờ này rồi. Chỉnh xa Mimi ra, đừng để Mimi lại gần. Chạy. Ui. Rồi sao? Chạy anh em ơi. Ủa sao bây giờ là Ro? Rồi bây giờ tới lượt Mimi rồi, tới lượt Mimi rồi. Yeah. Khoan thử. Mimi đây rồi. Là phải dành cái đó. Mình phải dành. Trời ơi. Em tưởng là mình né, chứ tại vì mình phải dành. Cái này là gì? Đánh ngay xuống nước. Ui, cái nước này có độc, là dính ra. Mèo Simi cứ đuổi theo quýnh em hoài nè mọi người. Mèo Simi muốn giết em nè, mèo Simi có ác độc. Mèo Simi là đồ ác độc. Mẹ Simi đồ ác độc, tôi đánh nắp nhà tôi xuống luôn nè, tính ra nha mọi người, chúng ta đã nói là anh em tốt chúng ta sẽ hợp sức với nhau mà sao anh em tốt vẫn quýnh nhau vậy? Okay. Anh em trời ơi, cái game này nó loạn gì đâu luôn trời. Đánh nhầm. Không thấy gì trời. Bây giờ mọi người á, bây giờ nè. Khoan từ rồi, Mimi non rồi, Mimi đáng lẽ được 2 điểm cho hồi chị em thắng mà Mimi tự nhiên tự chi cho hồi vô. Mimi tự tử phải vô. Non. Trời ơi, tí nữa. Ok, tin drop. Em cố cho chị em ơi, mình. Bây giờ anh nói nè, là ba anh em mình phải hợp tác để diệt một người trước. Ok, được. Ok. Rồi từ từ TNT rơi chỗ nào em sợ. Ôi. Là phong đứng chung chỗ mà lạ. Hello Kai, mình đứng đây đi Kai. Mình đứng đây an toàn có Kai, Ờ đứng đây an toàn, nè. Ôi. Ừ an toàn, đứng đây an toàn. Đứng đây an toàn. Mình đứng đây an toàn có Kai. An toàn. Mình đứng đây an toàn đó. Bắt đầu hết an toàn. Ok. Ủa, chỗ này okay. An toàn gì? Ủa, sao bên này an toàn, có ba bên này không có quả bơm nữa hết trơn. Ủa, quá gì cây á. Bên này không có quả bơm nữa hết trơn luôn á. Ui, ui dồi ôi. Có. Ui dồi ôi. Nổ tiếp đi, đúng rồi, Ui dồi, xong rồi. Tới đây. Ui rồi xong tôi rồi. Rồi xong, Caron đi rồi. Ok. Ôi no. Quả bơm rơi trước mặt mình luôn bạn ơi. Vãi ai. Ây da, rồi xong. Rồi xong. Tôi số nhỏ anh em ơi. Tôi còn có 2 team, tôi còn 3 team mà. Oh no. Cố anh Ro. Em tin rằng Ro sẽ thắng. Ok. Ui trời ơi. Ro cố lên. Ok. Ro cố lên Ro, em tin rằng Ro sẽ thắng. Em tin Ro. No, ui mùi. Mùi mất máu. Hay quá. Rồi xong luôn. Ôi, Ro hay quá, Ro còn. Rồi xong, Ro còn 3 team rồi xong. Ở đây xem. Rồi Simi đi rồi, Simi đi rồi. Rồi cẩn thận rồi. Rồi cẩn thận. Ro còn 3 team, mùi còn. Hay quá. Hay quá. Theo là gì vậy? Ủa trời, trò này mới rồi nha. You can. À, giết nhiều con ấy nhất có thể. Ôi, của tôi. Ôi, giết mấy thằng này. À, giết chúng dân làng là bị trừ điểm nha. Ôi gì vậy? Giết chúng dân làng là bị trừ điểm chứ không phải là được cộng điểm đâu. Biết. Giết con Pillager, Ui, ở trong cái phòng này là nhiều nhất anh em ơi, Ha, à, tôi biết cái trò này như thế nào rồi, Rồi. Yeah, hay quá Kai ơi. Hay quá Kai ơi. Tổng điểm lại không? Tí có chơi tổng điểm mọi người, tất cả mọi người lại không? Không. Ai được 10 điểm trước?
ai mười, ai được 10 điểm chứ người thắng. Ủa, thôi, sao chứ có con gì kìa, chứ có con gì kìa. Siêu nhân, con đó là siêu nhân á, kể đi. Con là chị em con. Ui. Đây đây đây. Trước vào góc chứ chị em ơi. Ôi rồi xong này khó rồi. Nổ đi. Hay quá. Ôi sao quá rồi, Tiếp nổ tiếp đi, nổ chết hết đi. Giữa. Rồi sao ấy? Chạy quá. Trời ơi, quả bom cháy bên người mình luôn. Mấy ông nội ơi. Trời ơi. Tôi chưa kịp chạy. Hồi chem chơi theo chiến thuật của mình kìa. Trời ơi, Thôi. Từ hai tập trước rồi con. Chiến thuật hai mọi người chơi đâu. Thôi kệ đi anh. Mình quan trọng là mình phải thắng. Mình không cần biết chiến thuật là gì anh à. Ok. Rồi xong rồi. Trời ơi, vẫn tiếp tục là Siro với lại ba hội chim. Trời ơi. Ôi. Ui, cá muối còn full máu kìa. Cá muối còn full máu luôn, ghê vậy. Hai mùi được mùi. Em còn hai máu thôi á. Trời ơi, cá muối còn full máu luôn, ghê thiệt. Kai ơi, cổ vũ cho Rô đi Kai. Trời, còn im lặng nữa. Chúng ta là những người con trai, trong trận này chúng ta phải thắng, Kai ơi. Sao, dù sao Rô cũng sẽ thắng thôi. Nhìn Rô điêu luyện thế cơ mà. Đúng rồi, mình nhìn thấy những đường đi của Rô rất điêu luyện. Mình là mình biết trước được tương lai đúng không? Không cần biết chơi. Sammy đi rồi, Sammy đi luôn. Nãy giờ còn mình nữa rồi. Hay quá rồi. Ê Rô, coi đi. Má nó xui quá. Trời ơi. Từ. Tính ra nãy giờ nãy hồi chơi mà dồn cho Camu là được, giờ được 2 điểm hả? Ơ cái này hái hoa. Ủa giữ ship làm gì ở này kia, giữ ship à, giữ ship bay à? Không, đập mấy bông hoa, nhanh lên. Chạy bay con lên. Đập hoa. Cái Ron leo lên cái cây hái luôn mới ghê chứ. Nãy mình bay lên được mà. Ở đâu có mấy con nhện kìa ông nội. Ủa sao bay được? Có mấy con nhện đâu kìa. Ôi ơi. Bạn giữ ship á, bạn giữ ship. Bay được. Ủa được à. Trời đất ơi, bây giờ chúng ta mới biết tới những điều này. Giờ biết được gì luôn. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết là những ship là bay được luôn ông nội ơi. Trời ơi. Ủa mấy nhện khó chịu quá. Cố lên ông ơi. Yeah. Em win này. Hay. Yeah. Bằng cuối hả? Không, chưa. 10 điểm mới win. 10 điểm lận. Cái này gì đây? Cái này là né thiên thạch từ trên trời xuống. Rô phải kiếm chỗ rô. Bình này là bình máu nha. Ơi, có con phù thủy kìa nè. Con phù thủy kìa. Đậu xanh. Rồi xong mình. Ây da. Ây da, mình bị mấy con nhện tấn công anh em ơi. Nhẹ thua đi. Oh no, con nhện. Ui, phù thủy tấn công rô kìa, phù thủy nó phun điện cho người rô kìa. Oh no, phù thủy tấn công. Con phù thủy này đâu rồi, trong trò chơi đâu. Đúng rồi, con phù thủy này ở đâu nó ra chứ. Oh my god, ủa. Ây da, con phù thủy mất dạy. Con phù thủy nó đánh em quẹt á. Trời ơi, còn ai. Chém. Thôi còn hỏi chém kìa. Mimi đang thắng nhá. Ok. Ê, tất cả là nãy con hủy đâu ra chứ. Trời ơi. Không, phù thủy là nó random trong game, Ủa sao? Ủa nó tiên tiên nữa. Thế à? Lại tiên tiên nữa. Đó, anh em thấy không? Anh em mình học hỏi hồi chim đi. Ai còn nếu còn hỏi anh em không thì nhường cho người cao điểm nhất thắng vậy đi. Ui, cái gì vậy? Mình nhường cho Siro nha, mình nhường cho Siro đi. Ui, à, nếu như việc này nó được ban đầu thì tao đã được 4 điểm rồi. Ai mà biết được. Ui giời ơi. Sai lầm nè. Ôi chết. Sai lầm lớn. Sao mình còn ít máu nhất vậy ta? No. Không chơi trò này. No, mình chơi trò này dở quá anh em ơi. Dở thật. Ok Sam luôn. Hay lắm. Chứ sao, chứ tôi không khoen được. Ủa mà khoen, Sam kiếm đâu ra cao giáp vậy sao? Sam kiếm đâu ra cao giáp vậy? Ui trời. Đâu, nhìn mấy gì chứ tôi có gì đâu. Tao đem mặc cao giáp kìa. Cao giáp mình chen luôn, trời ơi. Gì vậy? Ui trời ơi.
tôi đi rồi. Hai tim. Xong rồi. Còn Siro tiếp. Mimi ơi, trời ơi. Sao lần nào cũng còn Siro không vậy? Còn một tim không à. Tức ơi. Sao lần nào cũng còn Siro không vậy mấy ông nội? Rồi cố lên rồi. Em tin rồi. Còn một team duy nhất, một team duy nhất. Rồi Sam đi rồi. Năm team. Ui cảm ơn Sam ơi, cảm ơn nhiều team thế. Rồi Sam đi rồi. Chỉ còn Siro. Đây là trận đấu của Camui và Siro. Siro và Camui. Hay quá. Chị thắng. Ôi đâu, sau lưng. Trời ơi, nhớ để sau lưng rồi. Cẩn thận. Dù ơi. Ui ơi. Rô phải để ý sau lưng nữa nha Rô. Chết rồi. Rô phải để ý sau lưng nữa nha. Mùi sắp đây rồi. Mùi sắp đây màu rồi. Sau lưng rồi. Sau lưng. Sau lưng. Trời ơi. Sau lưng rồi. Rô ơi là Rô ơi. Rô ơi là Rô. Ủa như vậy là cái trò này là anh phải né. Anh phải né mấy cái tấm thảm để anh chạy anh chịu bên kia. Anh phải né mấy cái tấm thảm anh chịu bên kia. Đi em sẽ cố gắng. No. Yes. Ui trời ơi, nhanh nhờ. Yes. Phong quên này. Trời, mày quá. Hay. Ok. Rồi tiếp. Tại sao lại là trò này nữa? Tôi ghét trò này nhất trên đời này anh em ơi. Sao trò này quá nhờ. Mà cái này tính đến tận 10 điểm, cái bình thường là 5 điểm thôi là được rồi, cái này tính 10 điểm luôn ông nội ơi. Rồi xong tôi đi. Ây da. Nó chơi gì mà đã rồi xong tôi đi vậy? Tại vì có bơm nó rơi kế người em đi giống anh nè Phong ơi, em đi giống anh nè. Ok, em sẽ bắt trước rồi. Chờ. Ui. Ây da, trời ơi, bắt trước rồi sao mất ngon. Thấy TNT xuất hiện cái chạy trốn luôn, Ok. Wow. Ok, trận này mình sẽ cố gắng. Ui rồi, may quá, mất con nửa tin thôi, vẫn được. Rồi, trận này tôi không đi cho hội cho em rồi. Me too. Okay. Cái TNT xuất hiện phát là đón hướng chạy luôn. Ok. Ui. Ok. Trận này yếu quá. Chơi thế này giờ chắc mọi người cũng gọi là kinh nghiệm. Ôi giời, Mimi đi rồi. Ui. Nào. Ui trời, quả bơm. Quả Mimi cái cây. Cái quả bơm mà nó kinh nghiệm cái gì mà cây vẫn chưa gốc cây ngồi vậy? Ui. Ui trời. Kinh nghiệm cái gì vậy? Cái quả bơm nó rơi kế bên người em là em sẽ không né được. Trời cây ơi. Mày vô lắm. Cây ơi. Còn Phong, vẫn còn Phong với Rô mà, yên tâm. Ông ạ. Đấy, đợi giờ còn Phong thôi. Em nhập vào sát anh, em coi anh nhảy nè. Em nhập vào sát anh, em coi anh nhảy nè. Có chừng đâu. Trời ơi. Ủa Phong đến cuối nè. Ghê nhờ. Oh my god. Ui sắp đi rồi. Máu Rô còn dày mà. Rô cố lên. Em sẽ nhường cho Rô mạng để Rô lên đầu. Ôi. Ui. Ây. Trời ơi, quả bơm nó rơi kế bên người. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục giữa Siro và Camui. Vâng, tiếp tục giữa Siro và Camui, trời ơi. Oh no. Oh my god. Oh no. Cố lên rồi, cố lên rồi. Hay quá rồi. Trời ơi, vui đã cố gắng. Hay quá rồi, em tự hào với anh. Ui, anh em tập hợp lại. Anh hay quá, từ. Để các coi, Phong cao điểm hơn Kai đúng không? Phong cao điểm hơn Kai đúng không? Không, hai người đang nghiền điểm, hai người đang nghiền điểm, bây giờ ai thắng cũng được hết. Bây giờ PvP đi. Để Phong đi. Phong sẽ lấy được nhiều, Phong nghĩ là Phong sẽ kiếm được nhiều điểm hơn. Ôi, Phong 4 điểm lận, Phong 4 điểm lận. Sim đánh nhau với Kairon và Phong muốn nó thờ. Ui, cái này là cái này TNT run nghe nó rồi. Cái này mình chạy á. Mình né. Còn em dở nhất nè. Cái Né đi nè. Chạy đi nè. Rồi xong rồi. Cái ơi con, cái ơi con. Cái con. Hay quá.
được à. Ở đây là cái này là anh phải quýnh người ta ra. Anh phải quýnh người ta ra để anh đứng ở trên cái cổng. Mừng anh xong rồi. Con này giỏi cho đây đó. Anh phải đứng anh phải đứng. Để hỏi chị em nè, chị hỏi để hỏi chị em ra, anh em mình ai thắng cũng được. Để hỏi chị em ra. Đẩy ra. Bây giờ một người vô, tôi đứng bên ngoài tôi đẩy hết, Tôi đẩy phòng miền luôn, tôi đẩy bụi phòng. Đây mình đang cao điểm nhất nè, Bao nhiêu điểm? Ai đó không cho ra đây. 130 mấy điểm lận. Ấy da, mình lỗi của chúng trai, xin lỗi. Hiểu xíu mình. Ấy, mình mới đang cao điểm nhất. Mình mới đang cao điểm nhất. Đẩy cao thôi, Ơi xin lỗi rồi, lỗi của chúng rồi. Sam cao hơn rồi, sao cao hơn. Đẩy đẩy Sam đây, Sam. Đẩy Sam đây, Sam ra. Để xong ra. Hay quá. Hay quá Kai ơi. Ok tiếp theo là gì đây? Ủa này là gì vậy? Không biết cái này em chưa chơi bao giờ. Đánh bò á. Đánh bò. Không biết nào trò đánh bò không? Phải. Này là gì? Không phải. Đánh gì đây? À, mình đào gỗ đúng không? Mình đào mấy cục này hả? Hay sao? Đâu nấm rồi đúng không? Ủa? Ủa? Đúng rồi. Đặt mình lóc qua đó rồi. Đúng rồi. Hay quá. Ra được. Em nghi lắm mà. Tại vì anh đọc cái dòng chữ, anh thấy có chữ Bright là anh biết là đã bắt đầu rồi. Hay quá. Ui. Cái này nữa. Lại là trò này. Ok, rô 5 điểm rồi. Rô 5 điểm rồi. Cố gắng lên rô. Ok, cái này là được nhiều điểm hơn nè, mình nghĩ mấy bạn fan coi sướng luôn, coi phơi luôn. Em chạy đằng sau mèo Simi, trời ơi. Còn mình rô nha. Rồi, cố lên rô. Trời ơi. Hay quá, mèo Simi. Sao, Sam thắng không sao, Sam mới có 1 điểm thôi, Sam mới có 1 điểm thôi. Ok, cái này là đánh zombie. Cái này là đánh zombie và cố gắng giữ mạng sống. Hiểu không Rông? Đánh zombie và cố gắng giữ mạng sống. Ok. Đừng góc. Trời, đừng góc là sai lầm ấy. Đứng một góc là quá sai rồi. Ê, Kai, bây giờ anh em mình cố gắng bảo vệ Siro. Cố gắng bảo vệ Siro hết mức có thể. Ok. Anh em mình Siro qua đây đâu. Qua đây nè Rô, đừng đứng góc. Ui trời, zombie. Ôi rồi, cẩn thận. Rồi cẩn thận. Ơi còn mèo Simi kìa anh em kiếm góc, anh em đứng. Rồi đứng trong đó là quái vật không anh. Ra đây nè anh. Ra đây. Ây da, mèo Simi quýnh con Dipper là chỗ em. Simi nè, tới chỗ Simi. Vô đây. Vô đây, đúng rồi. Ây da, anh đánh đau quá. Ui dồi. Ây da, đau. Cũng cung rồi. Ủa? Hết con rồi. Camui với lại Mimi chết rồi nè. Ây! Trời ơi. Kipper nữa sau lưng, còn ai à? Còn Siro, Kairon với lại là Sammy và mèo Simi. Oh my god. Cố lên Kai. Mình còn nửa tiêu luôn nè, thấy rồi không? Hay quá. Siro đâu? No! Kairon đi rồi. Còn Rô với Sim Sam. Rô đứng dưới đây là hợp lý rồi. Rô đứng dưới đây hợp lý rồi. Đâu? Đúng rồi. Hay quá rồi. Hay quá rồi, hợp lý rồi. Lên đi nè. Đứng đánh băng thôi, đánh băng được. Đúng rồi. Đứng đây nè, đi. Đứng đây. Con Ripper vô rồi, đánh băng ra đúng rồi. Từ nổ à? Ok. Oh my god. Này thì tự nổ. Đánh băng ra. Rồi, Simi đi rồi. Không được, em cố lên Rô. Hay quá luôn. Rô 6 điểm mày. Rô hành con nhím. Ui, trận này có 4 phù thủy. Ông nội ơi. Ủa, 10 điểm mới thắng. 10 điểm mới thắng. Ây da. Ui rồi. Ui, phù thủy tấn công. Phù thủy. Ui phù thủy tài tấn công hỏi em à, đậu xanh. Ủa sao mấy con phù thủy này không đánh con gái, đánh con trai không ta? Ờ mấy phù thủy này mấy gái à? Tốt vậy á trời. Phù thủy này nó mấy gái. Cái trò này là cái trò này. Anh em mình học hỏi Siro kê. Một góc nào đây? Góc này chém góc này. Góc này góc này đâu có đúng rồi. Góc này. Anh em mình học hỏi Siro đi. Đúng rồi. Hợp lý. Hai, mình dùng cung mình bắn nha. Ơi Mimi leo chỗ mình luôn kìa anh em. Mimi chơi kìa Mimi. Đi ra Mimi. Mimi ơi.
Nam nữ, người ta nói là nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Trời ơi, bị té rồi, bị té rồi. Oh, oh no. Ui trời, rồi xong rồi té. Không được, góc này không được. Không ổn mày. Góc này được. Được, em cười đi. Được, gặp cái clipper là giết cái luôn nha. Clipper giết luôn. Sau lưng này. Sau lưng này. Chiến thuật này á, né lên trên hết anh em ạ. Lấy gì? Ôi, không được. No. Được, ba phát là chết rồi. Nhưng mà khó quá, em còn nửa tim mà. Anh em lùi vô, cay lùi vô cho con zombie nó bắn, nó bắn chúng mình. Lùi. Okay. Anh em đứng chỗ đó thì bắn rồi, đâu rồi chứ. Có Mimi nữa nè, còn Mimi nữa nè. Mimi, có lên. Một tụ đứng ở đây. Thôi đứng đây là thượng sách cây ạ. Ở giờ tụi đứng đây thôi mà. Bốn người đứng đó giờ. Mimi sắp chết rồi. Mimi sắp chết rồi. Anh em cứ đứng im đi. Thế nào Siro cũng là người sống sót cuối cùng, mình sẽ nhường mạng cho Siro. Hay quá rồi, mình nhường mạng cho Siro. Mình nhường mạng cho Siro, đó từ đâu đi? Đó, ok. Hay quá. Nhường mạng cho Siro là hợp lý luôn. Ôi trời ơi. Ôi trên đây còn một đống mưa thủy nè. Gì tiếp đây? Ủa gì ạ? Ôi trò này. À trò đẩy. À lại là cái trò đẩy nhau. Đẩy nhau ra khỏi cái cửa. Chỉ có người đẹp trai nhớ mới được quyền đứng trên đây thôi. Đánh hỏi chém xuống. Anh em canh chuẩn nha. Đánh hỏi chém nha. Đừng cho đâu điểm. Mimi kìa. Mimi nè. Đừng cho đâu điểm Sim ơi. Bây giờ nè. Sim cao điểm nhất nha. À dạ, tôi tập trung cho Sim. Ơi. Nếu người nào cao điểm nhất thì anh em tập trung cho người đó. Đừng cho người đó lên. Cao điểm nhất đừng cho cao lên. Gì em nói. Mimi ra. Em tập trung cho Mimi. Tập trung Mimi cho mọi người cứ lên đi, tôi tập trung Mimi cho. Ây da, đau quá. Anh em nào bị đánh ra chung với nhau thì nhường cái đòn nhá. Bây giờ đánh cái đòn vô trước, thấy cái đòn đi ra ngoài, mình đi ra ngoài mình đánh cái đòn đại. Hay quá. Yes. Cái đòn thắng hoài vậy. Hay quá Kai ơi. Kỹ năng game này, kỹ năng. Chứng tỏ Kai đòn là người đẹp trai nhất. Ui giời ơi. Ơi anh em tập trung lên mấy cục đất đứng. Mấy cục đất ở bên đây có con phù thủy rồi. Anh em qua cục đất bên đây chắc ăn. Bây giờ mình đứng thấy thì sao? Đánh à? Đứng thì tôi đánh xuống chứ sao? Mèo Simi. Đây để mình đánh Simi xuống luôn. Sao đánh hung hăng quá. Xuống đây. Oh my god. Ôi sao đánh hung hăng thế à? Này thì Mày thôi. Chưa. No. Sao mà? Cái. Oh no, em chết rồi. Đừng để thôi. Cẩn thận. Đứng trên cục đất đi anh, đứng trên cục đất. Ôi. Hay quá. Đẩy cái mũi xuống, Tôi làm gì được đâu hai người đó. Tôi là mình một người làm sao. Hay quá, đẩy xuống. Cái gì vậy, nó té hoài rồi. Sao mọi người bắn anh. Hay quá, Kai ơi. Ok, mình thắng. Sao phù thủy nó bắn anh, không là đoạn đó anh thắng rồi. Trời ơi, Kai thế giờ. Phù thủy nó ngắm anh em mình hoài luôn mà. Ui, Kai quá. Kai quá. Anh em, team up anh em. Hội chìm team up ghê lắm, anh em mình phải team up hay không? Trời ơi. Ai té à, bị té chết. Ui, rô qua đánh mình kìa, tức ghê luôn quá trời. Gì vậy mọi người? Sao lưng. Sao lưng kìa, Bibi ơi. Không qua kìa, Bibi. Qua luôn. Ui, cái Bibi xuống rồi, Bibi té, Bibi té. Xin mày nữa. Trời ơi. Hay quá. Yeah. Siro thắng tiếp. Yes. Qua lấy đồ luôn, không làm gì hết trơn hết trời. Hay quá rồi. Hai điểm nữa. Hai điểm nó win cái gì đây? Cái gì hả? Ê, chào mới nha. Gặt lúa. Bé ơi. Này là gì? Gặt lúa chứ gì, trời ơi. Tôi đang cao điểm nhất. Tôi cao điểm nhất. Ôi no. Tôi xuống điểm rồi, ôi tôi lên điểm lại rồi, ôi tôi xuống điểm nữa rồi, ôi tôi cao điểm lên nữa rồi. Ôi tôi lại xuống điểm rồi anh em ơi, ôi tôi cao điểm lên rồi. À biết rồi, cái này không chỉ là chặt lúa nha, mà phải lụm lúa nữa. Lụm chứ, chặt hay lụm chứ không nổi. Ok, vậy em đi sau lưng Simmy em lụm hết. Are you sure? Yeah. Ui, trời ơi, sao mày thắng sao? Sao nó không lo gì hết. Tôi lại thắng vậy, tại sao tôi lại thắng trong cái trò vậy? Ui.
Cái này là cái gì? Thiên thạch rơi. Hồi chém còn đỡ hơn là hồi anh em thắng. Ok. Nói chung là hình trận này là hội anh em có hy vọng rồi mấy bạn ơi. Hội anh em có hy vọng rồi. Nãy giờ em để Mùi cứ chơi cái trò này Mùi đúp vô đây à. Được rồi, không minh đá. Thắng không? Nắng chỗ nào thắng không ơi? Điểm tụi em ra. Vậy vậy Mùi. Chị thì chắc là thắng rồi. Còn ca nhưng mà ca rõ nó ở đây thôi. Em biết chỗ này mà chị. Cái này á là bọn mình là nhường là bên con gái 4 người, bên mình 3 người. Cho nên mấy bạn đừng bảo mình ăn hiếp con gái hay gì nha các bạn nha. Này là bọn mình chơi hàng quan nha các bạn. Đúng rồi, BBB các bạn cũng có thể chơi rồi là số đông ép số yếu nha các bạn. Này bọn mình hơi bị sợ. Hội chị em đánh hơi bị bro á bạn. Mèo Simi là chùm trong ai là kẻ mạo danh nè. Mimi là chùm gọi là BBB nè. Ai da. Ăn nhà trận này vẫn chưa ai. Cái đậu xanh. Mình nên bảo là chưa ai bay màu. Chỉ cần né lửa là được, chỉ cần né lửa là được anh em mà, chỉ cần né lửa là được. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Banh chành rồi. À biết rồi. Ui. Ây à, trời ơi, còn tí nữa thôi à. Rồi, thôi còn hồi chim thôi, còn hồi chim thôi. No. Để Mùi thắng Sam, để Mùi thắng. Ủa Mùi á, ok. Chị á, chị thắng chắc rồi mà. Đâu còn Sam, tại vì còn Sam, còn Sam, đấy còn Sam. Ừ, nhưng mà kiểu gì chị cũng thắng thôi. Nhưng mà Sam nó chưa có tự sát chị. One shot, one kill. Cái này one shot, one kill Sam. Rồi, rồi. Này bỏ một cái là chết luôn đó nha. Ê, chị, 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 chị. Bắn nhau. Cẩn thận anh em, cẩn thận. Cố sát. Cố ơi. Trời yeah, ơi. Em giết được mèo Simi rồi. Rồi, hết nấp. Ờ. Mimi, cắn thôi làm gì? Yeah, em giết được Camui rồi. Sao ơi, coi chừng bắn một lần chết đấy. Hay quá. Cái gì vậy trời ơi, ông bắn cái trúng luôn á. Mimi, bà cứ nhảy đi. Tôi bắn trúng lần hai người thôi nè. Giết rồi. Ủa, chết rồi. Trời ơi, chết rồi. Chừng ở trên nha. Khó nhỉ. Dưới có cả Phong cả Pro nhá. Trời thôi chạy đi Mimi, chạy đi Mimi, góc này ép quá, bị ép rồi. Yes, ôi trời. Hụp. Bị ép rồi. Mũi tên của mình sẽ ra trước Mimi và one shot one kill. Yeah! Bắn em đi đâu? Xử em đi. Yes. Chính điểm. Một điểm nữa anh em win. Mày quá trời ơi. Mùi không có thằng đấy, mày quá không có thằng đấy, mày quá không có thằng đấy. Chưa gì có ông bánh xét. Hey. Mày à. Cày thế nha. Không sao, mày Simi mới có 2 điểm thôi, anh em bình tĩnh. Tôi thà có điểm hơn để mấy ông giành lại. Ok. Toàn người ơi, em tin Mùi làm được. Không em, cái này thì chị chịu, cái này chị lua à. Ok, đi bộ không được à, trời nó bắt mình chạy nhanh à. Cái này đâu đi bộ lắm, cái này đâu nhanh lắm anh ơi. Không có điểm rồi. Mùi ơi, cố lên, mùi. Yeah, baby chết rồi, baby đi rồi. Chim đi rồi. Còn 2 anh em thôi. Ê, để Phong tự chắc cây. Chắc đi Phong, đi. Đúng rồi, ok. Hay quá Phong ơi. Hay quá. Đúng rồi, anh em biết bài nhường nhau mà. Anh em nhường nhau mà sống thôi. Rất hơn, ok. Lại là hai lúa nè. Anh em nhớ là lụm thì anh em đứng đi một chỗ để cho lụm lúa cho người đó nha. Sammy là người chuyên trồng lúa trong làng cho nên Sammy quyền. Sao top 1 luôn kìa. Sammy trong video toàn ngồi trồng lúa rồi. Biết chặt quen tay. Đây tôi chạy sau Sammy tôi lụm hết lúa đó Sammy. Nuôi cam bông chập và tay và tập tạ luôn. Ôi trời ơi, đúng là Sammy VIP pro game này. Không lo. Cái này á, mọi người bình tĩnh đi, mình chỉ cho Rô cái nè. Là Rô sẽ bấm vô cái đôi giày màu xanh. Bấm vô đôi giày màu xanh, lít chụp phải vô, ý bơi lên, hiểu không? Đừng vội quá chị em, thua một cái là thua luôn á. Đừng vội. Ui, cam muối kìa. Cái này mình chưa biết. Một trận cho Rô nó thôi, anh em ơi, một trận cho Rô nó thôi là win. Quýnh hỏi chém xuống cây. Bọn mình đứng bên dưới. Tại cái này đánh liên tục mà. Phong cao điểm nhất là Phong cao điểm nhất rồi không? Yên tâm, Phong sẽ đứng ở đây. Ôi mà Phong trụ hơi bị ghê. Ê da, mèo Simi nhào vô Quýnh Phong kìa. Ê da.
Mẹ Simi đây, đang quýnh Phong rồi. Đây nè, em đánh rô này. Sammy kìa, quýnh Sammy đi cây, quýnh Sammy cây. Tập trung Sammy. Mình đây đánh lại, tập trung Sammy. Đánh tôi. Trời ơi. Tại hồi nãy Sam tấp 1. Nãy Sam tấp 1 mà. Cố lên. Ok, vô nào, mọi người bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi anh em, cứ bình tĩnh thôi. Bọn mình ba người đứng đầu thôi mà. Trời ơi, bé mày. Chưa gì đâu, té rồi. Trời ơi, mà bé mày đã chặn đường anh. Ui. Thì mày cố lên, đừng để cho cay. Ô, sao cay không? Ôi, Mimi lên rồi kìa. Cày nha. Mười sáu điểm. Mọi người đang 6 điểm nha. Không đùa nha anh em. Cái gì? Giữ. Dành. Anh em mình lụm được. Là về đưa Siro nha. Ui. Chạy đi đâu mấy kìa? Ai vậy? Phong, người đang giữ là Phong. Ai da, Phong đang đưa Siro. Ui, cái này chết. Hồi sinh được. Ở mặt đẹp. Con đâu, chạy đi đâu. Hay quá, chạy đi anh. Bắt cua đi đâu. Đúng rồi, hay quá, lát. Ôi, hay quá rồi, chạy đi đâu. Ôi, Sammy kìa. Sammy. Lâu mới lấy được của tôi. Camui kìa, Camui tấp 1 kìa. No, lấy lại của Camui hay quá rồi. Ôi trời, Sammy kìa. Anh em lấy được, đừng để hồi chị em lấy. Mì mây kìa, quýnh mì mây. Hay quá. Yes. Căng thẳng quá. Sao như chị mình cố gắng rồi. Oh my god. Mình muốn khóc quá mấy bạn. Căng thẳng quá đó mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn nào nói là hiếp con gái nó đi mấy bả chê ghê chứ đây. Hồi anh em mình hồi hộp muốn lụm con tim ra ngoài nhảy lò cò luôn, mấy bạn hiểu không? Trời ơi là trời. Tôi sợ quá anh em ơi. Ui hồi tôi đau tim, tôi hồi hộp. Không biết các bạn coi video có hồi hộp giống mình không, chứ mình hồi hộp lắm luôn anh em. Trời ơi trời. Ok bạn ơi, thôi mình hồi hộp quá, từ nãy giờ mình la nhiều quá, cái giọng của mình sắp nói hết nổi rồi. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và hỏi anh em cuối cùng thì cũng đã trả thù được rồi nha mấy bạn nha. Gì mà già dữ vậy? Già lớn tuổi luôn hả? Thì bây giờ nãy giờ la dữ quá mà cái giọng nó vậy rồi. Giờ biết sao. Ok, mấy bạn coi nè, Siro cố gắng nữa mà Siro khóc luôn nè bạn. Khóc nãy giờ luôn á. Ok bạn ơi, thì thôi, coi như là bọn mình trả thù được rồi nha. Những bạn nào mà fan của hội anh em là coi như là trận này vui rồi ha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nha. Tạm biệt Siro. Siro mừng phát khóc rồi kìa. Ok, bye bye.